Shin Tae-jung và Poking bất ngờ bắt tay tâng bốc nhau trước sở đại chiến ngó lơ thầy Park. Tối nay, trận chung kết bảng A của AFF Cup 2022 sẽ diễn ra giữa hai đội bóng mạnh hàng đầu khu vực là đội tuyển nước chủ nhà Indo và Thái Lan. Cuộc đối đầu này thật sự đã quyết định cục diện của bảng A khi nó đã có phần ngã ngũ với 6 điểm thuộc về hai đội. Đây cũng là cuộc tái đấu để Indo đòi lại món nợ ở AFF Cup 2020 khi mà để thua Thái Lan ở lượt đi 0-4, sau đó hòa 2-2, chấp nhận ngôi Á quân để đoàn quân của huấn luyện viên Alexander Poking nâng cúp vô địch. Trong cuộc họp báo trước trận, vị huấn luyện viên Shin đã không ngần ngại dành lời khen cho đối thủ. Như mọi người đã biết, Thái Lan là đội hay nhất của Đông Nam Á, chắc chắn quan điểm của những người khác cũng vậy. 3 ngày thì đội sẽ phải thi đấu một trận nên việc duy trì thể trạng cho các cầu thủ là rất quan trọng. Thái Lan cũng vậy, họ phải di chuyển xa như chúng tôi, những người vừa trở về từ Malaysia. Theo vị huấn luyện viên Shin, lịch trình di chuyển dày đặc đến các địa điểm thi đấu ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ Indo. Thật vậy, có những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hiệu suất của tất cả toàn đội, đó là điều gây khó khăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cùng với toàn đội chuẩn bị tốt nhất có thể để có một trận đấu tốt. Ở kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan thiếu vắng đi hàng loạt các ngôi sao khác hẳn với AFF Cup 2020 khi họ có được lực lượng mạnh nhất và thắng Indo ở chung kết. Tại kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan chỉ có hai ngôi sao đáng chú ý là Thaathon Bumathan và Telasit Yangda. Trong khi đó, ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan là Chanathip từ chối tham dự. Do vậy, có thể nói rằng AFF Cup 2022 chính là thời cơ để Indo trả món nợ thua Thái Lan trong trận chung kết cách đây một năm. Về phía Indo thì họ không có sự chuẩn bị tốt cho kỳ AFF Cup 2022 khi họ không có trận giao hữu nào với các cầu thủ Indo, đã không thi đấu trong gần 2 tháng. Khả năng dứt điểm không tốt của các cầu thủ Indo khiến cho vị huấn luyện viên Hàn Quốc không quá tự tin về cuộc đối đầu với Thái Lan trong trận đại chiến tới đây. Trong khi đó, huấn luyện viên Poking đã có những chia sẻ đầy tự tin, không khác gì với năm ngoái. Mục tiêu của Thái Lan là phải đánh bại được Indo. Đương nhiên, họ vẫn là đội bóng mạnh, có thêm cả những cầu thủ mới và chất lượng tương đối đồng đều. Theo tôi, Indo, Malaysia, Việt Nam đều là những đội bóng mạnh ở AFF Cup năm nay. Cùng với nhau, chúng tôi có 4 suất tham dự và là 4 suất xuất sắc nhất của Đông Nam Á vào lúc này. Chúng tôi đã gặp Indo 2 lần trong năm dương lịch vừa qua, và là một chung kết AFF Cup 2020, hai là SEA Games 31. Tuy nhiên, đây là lần đối đầu cùng với đội tuyển Thái Lan làm khách trước Indo. Cả hai đội đều là những đội bóng chất lượng và sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ tới một trận đấu hấp dẫn. Từng đánh bại Indo chung kết AFF Cup 2020 cũng như là U23 Indo ở bán kết SEA Games 31, huấn luyện viên Poking đã hiểu rõ đối thủ của mình. Đội hình của Indo thì không có khác nhiều so với trận chung kết AFF Cup 2020, cũng như là đội hình ở bán kết SEA Games 31. Họ đã có nhiều cầu thủ còn trẻ nhưng có một thời gian dài thi đấu cạnh nhau, tuy nhiên là tôi hiểu lối chơi của đội bóng đó. Trước phát biểu sau trận thắng Philippines, hậu vệ trưởng Thaathon Bumathan tỏ ra tự tin giữa màn so tài với Indo. Trận gặp Indonesia là một thử thách lớn đối với chúng tôi, tuy vậy chúng tôi không quan tâm là sẽ gặp ai, đội tuyển Thái Lan sẽ chơi theo phong cách của mình bất kể đối thủ là ai. Hiện tại Thái Lan và Indo đang có phong độ tốt, thắng 2 trận cùng ghi được 9 bàn thắng, trong đó Voi Chiến nhỉnh hơn giữ sạch lưới, còn đội bóng xứ sở Vân Đảo đã để thùng lưới 1 bàn. Với thành tích trong quá khứ và vị thế đang có, hai suất vào bán kết sẽ thuộc về họ và trận đấu tối nay sẽ quyết định ngôi dẫn đầu. Huấn luyện viên Poking cũng đã thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu và thế khó của Thái Lan. Ông cho biết, chúng tôi rất đang mong muốn tham gia một trận đấu như thế này trên một sân vận động lớn và đông đảo các cổ động viên. Đó sẽ là một bầu không khí bóng đá tuyệt vời. Cho dù tôi biết phần lớn khán giả sẽ ủng hộ đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý để đối mặt và vượt qua. Khác với các kỳ trước thì đội tuyển Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất bởi thiếu vắng hàng loạt các trụ cột và chỉ còn lại ngôi sao Thaathon và Telasit Yangda. Điểm mạnh của Voi Chiến đó chính là khả năng dứt điểm đồng đều và khá tốt của các cầu thủ. Lối chơi của họ cũng đã là một ẩn số khi mà ông Poking có thể linh hoạt chuyển đổi rất nhanh trong các tình huống. Về phía đội chủ nhà Indo, sau trận thắng trước Campuchia, Brunei, họ chưa thể hiện được đầy đủ lực lượng khi mà hai đội bóng này yếu hơn. Vì thế, thử thách thật sự sẽ là cuộc đối đầu tối nay với Thái Lan. Huấn luyện viên Shin cũng đã biết rõ về điều đó và không đưa ra nhận định về khả năng vào bán kết hay chung kết với báo chí. Ông chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi chỉ muốn tập trung cho từng trận đấu và tất cả các cầu thủ đều coi trọng mỗi trận đấu, giống như là một trận chung kết." Trái ngược với Thái Lan thì đội tuyển Indo không có sự chuẩn bị tốt cho kỳ AFF Cup 2022 khi mà không có trận giao hữu nào và các cầu thủ gần như là không thi đấu trong gần 2 tháng vừa qua. Ông Shin Tae-jung cũng đã nhìn nhận các tuyển thủ Indo vẫn còn nhiều hạn chế về khả năng dứt điểm, các pha phối hợp tấn công, không có được sự sắc bén cần thiết.
Xếp sau Thái Lan và Indo bảng A lần lượt là đội tuyển Campuchia, Philippines và Brunei, trong đó Brunei là đội đầu tiên bị loại. Với một đối thủ không có động cơ thi đấu thì Campuchia dự đoán sẽ có nhiều khả năng giành trọn 3 điểm, thậm chí là thắng đậm Brunei trong trận đấu trên sân nhà. Đoàn quân của vị huấn luyện viên Honda sẽ nỗ lực ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để có lợi thế trong trận đấu với Thái Lan, cạnh tranh về hiệu số thắng thua trong cuộc đua vào bán kết. Thaathom Bunmathan không thay đổi lối chơi dù là chơi trái sở trường, nhưng vị huấn luyện viên Poking đã chia sẻ, anh là một cầu thủ đủ thông minh, đọc trận đấu tốt và luôn tập trung được những đường chuyền sắc bén. Trong vùng cấm, Teasuit Randa là một chân sút số 1 trong lịch sử AFF Cup, luôn chờ đợi và đón đường chèo bóng của Bunmathan. Randa có thể dứt điểm hoặc là làm tường cho đồng đội. So với AFF Cup 2020, nhà đương kim vô địch Thái Lan đã mất đi hàng loạt trụ cột. Chanathip, Suvarchot đã không tham dự vì bận thi đấu ở Nhật Bản. Họ là hai ngòi nổ quan trọng của vòi chiến, ghi tổng cộng 7 bàn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Poking cũng đã không có sự phục vụ của những ngôi sao tấn công ở Thái League One. Nguyên nhân là Buriram United, đội đang dẫn đầu bảng sau 15 vòng, đưa những cầu thủ của họ đi tập huấn ở Anh. Đội tuyển Thái Lan gần như là mất tất cả các cầu thủ chất lượng, vì thế ông Poking buộc phải chuyển sang sơ đồ 4-3-2-1, ưa thích sang 4-4-2 và đẩy Bunmathan, hậu vệ trái của đội tuyển, lên đá tiền vệ trung tâm. Trong khi Thái Lan có phần suy yếu, Indo lại thay đổi chiều hướng tích cực, với những dàn sao trẻ thì cũng đang trưởng thành vượt bậc. Ngoài ra, huấn luyện viên Singh có thêm sự phục vụ của hai cầu thủ nhập tịch, đó chính là McCulloch và Suri Ahmad. Khi cả hai cùng thay đổi, tâm điểm vô tình rơi vào Bunmathan và Ahmad. Tầm ảnh hưởng của Bunmathan, Ahmad trong đội hình Thái Lan, Indo xứng đáng với giá trị của họ. Theo Transfermarkt, bộ đôi này có giá trị cao nhất AFF Cup 2022. Cụ thể, Bunmathan được định giá là 600.000 euro, giá trị của Ahmad là 1 triệu euro. Bunmathan là đội trưởng, là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình Thái Lan. Anh từng vô địch G-League One, hai lần lên ngôi vô địch ở AFF Cup. Trong khi đó, Ahmad là tân binh của Indo, nhưng anh từng khoác áo đội bóng trẻ Tây Ban Nha. Sau khi thời đỉnh cao, trung vệ này đã chơi bóng cho La Liga. Đó chính là lý do Liên đoàn bóng đá Indo phải nhập tịch cho Ahmad. Cách đây một năm, Thái Lan đã hủy diệt Indo hoàn toàn trong trận chung kết AFF Cup 2022 với tỷ số 6-2. Tuy nhiên, ở trận tái đấu này, mọi chuyện có thể rất khác. Trận đấu diễn ra vào lúc 16:30 ngày 29 tháng 12 trên sân Gelato Bung Karno.